bộ phim Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ. Sinh Tử Kỳ. Giám chế Lý Kiến, Mã Nhuận Sanh. Biên kịch Trương Nam. Đạo diễn Lý Truyền Phong, Tịnh Cang. Với các diễn viên Đường Quốc Cường, Tôn Hiệp Chí, Thiệu Minh, Lưu Đào, Quách Đình Đình, Đỡ Kiều Sảnh, Lữ Lương Dĩ, Lưu Huy, Hà Tiến Đạt cùng một số diễn viên khác. Tập 15. Dược Ngọc Băng là do nước kết tinh lại, là vật phẩm cực lạnh, làm sao có thể dễ tan chảy được? Có phải do ánh sáng hồng xuất hiện làm băng tan chảy như vậy? Lùi, lùi. Người này thật ra là ai? Hắn từ đâu tới? Trên người hắn đã xảy ra những chuyện như thế nào? Ngoài miệng hắn cứ nhắc tới người đó, có thể là ai chứ? Hôm nay là ngày thứ 7 của năm nay, là ngày ra lò của Liệt Quyết Kiếm. Công việc chuẩn bị nghi thức khai kiếm và đại điện thử kiếm đều làm xong hết chưa? Hội thành chủ, đã xong hết rồi. Cha. Khùng Nhi, Liệt Quyết Kiếm đâu? Cha, cha không nhìn thấy sao? Đây là cái gì? Tại sao các ngươi lại luyện nó thành một thanh thép như vậy? Tử đại kiếm sứ. Dạ. Hôm qua thanh kiếm này vẫn còn tốt, tại sao hôm nay lại biến thành như thế này? Hùng Nhi, có phải là các ngươi bỏ bê công việc không? Cha, con nghi ngờ chuyện lần này có người giở trò ở phía sau. Được rồi, được rồi, chuyện này ta tự biết lo liệu. Cậu tới đây làm gì? Ta đến đây làm gì à? Đáng lẽ ta nên hỏi cô muốn làm gì. Tôi đang làm chuyện gì? Đúc kiếm thành thiếu chủ, phong lưu khôi ngô nhất biểu nhân tài, có biết bao nhiêu người muốn tiếp cận người. Tôi là vì muốn gặp cậu mà mới tới chỗ này. Không ngờ là cậu còn tuấn tú hơn lời đồn nữa. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Ở trước mặt ta, ngươi không cần phải diễn kịch. Nói,
Tại sao lại có vết thương này? Chắc cậu không nói với cậu sao? Ta rơi nhầm xuống cơ quan. Câm miệng. Vết kiếm này rõ ràng là ta đâm trúng. Ngươi chính là hắc y nhân đêm đó. Dựa vào vết thương này. Cậu là nữ nhi? Ta... Nói bậy gì vậy? Ta là thiếu thành chủ của Đúc Kiếm Thành, sao có thể là nữ nhi được? Nếu để như vậy, chúng ta tới chỗ của thành chủ, ta nghĩ có thể do chúng ta có hiểu lầm gì rồi. Đến xin thành chủ định đoạt đi. Thiếu chủ, ngươi đừng có phủ nhận nữa. Cùng là thân phận nữ nhi, làm sao ta không biết được chứ? Chỉ là không biết thành chủ có biết được chuyện này hay chưa. Hay là bây giờ chúng ta đi đến chỗ thành chủ đi. Ngươi dám? Tôi đang nghĩ, lỡ như chuyện này mà truyền đến tai của cha cô thì đối với chúng ta hình như không được tốt lắm. Hay là cứ như vậy đi, chúng ta cứ quên hết những chuyện đã xảy ra hôm nay, coi như lời hứa giữa hai chúng ta, cô thấy sao? Hắn nói chuyện được sao? Tại sao người lại muốn giết ta? Tại sao lại muốn giết ta? Louis, Louis, muội có lỗi với muội, muội có lỗi với muội. Louis, Louis, muội làm sao vậy? Louis, Quỳnh có lỗi với muội. Tại sao Quỳnh còn chưa tỉnh? Quỳnh mau dậy đi, nói chuyện với ta đi. Louis, muội đang ở đâu? Quỳnh có biết không, bây giờ ta rất là lo lắng, ta rất là lo sợ, ta không biết phải làm thế nào. Quỳnh giúp ta có được không? Tại sao Quỳnh lại muốn giết ta? Tại sao lại muốn giết ta? Tại sao chứ? Tại sao? Bây giờ Băng Nhi đã biết được thân phận của mình, cô ta cũng tiết lộ thân phận của chính mình. Cô ta chắc chắn sẽ tìm cách bắn đứng mình. Tại sao? Louis. Khương Ưng bảo trong truyền thuyết rõ ràng là ở chỗ này, tại sao lại không nhìn thấy? Các hạ đến tìm Khương Ưng bảo ta để mua đầu người, hay là đến để lấy đầu của ta? Ai? Ra đây cho ta. Đến mua đầu người thì nộp tiền, còn đến lấy đầu ta thì nộp mạng. Ngươi chính là Bách Diên La? Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ta đến đây để mua đầu người, nhưng điều ta lo lắng nhất là ngươi có bản lĩnh kiếm được món tiền này hay không? Điều ta lo lắng là giá tiền của ngươi đưa ra có đáng giá hay không? Nghe nói Khương Ưng bảo không có ai mà không giết được, không biết là có thật hay không? Các hạ đến Khương Ưng bảo còn hỏi câu hỏi như lúc nãy, không phải là quá dư thừa sao? Chỉ bởi vì người này thật sự không dễ giết được. Người nào đến đây cũng nói câu nói này, chỉ vì câu nói đó, trước giờ ta chưa hề làm các ngươi thất vọng. Không hổ danh là Bách Diên La của thần Phật Đản. Người mà ta muốn giải quyết là một phụ nữ. Đối với ta không có phân biệt.
5.000 lượng. Người phụ nữ này ta lại rất hứng thú. Người đàn bà này là phụ nữ của Đúc Kiếm Thành Kiếm Tôn. Đàn bà của Kiếm Tôn? Thế nào, sợ rồi à? Ta nói người đàn bà này không dễ giết. Cô ta là Băng Nhi. Điều ta biết chỉ có bao nhiêu đó thôi. Kiếm Tôn, Kiếm Tôn. Sao đây, mới nhắc đến tên của Kiếm Tôn, thật sự không dám nhận sao? Vậy thì không phải. Trong lòng ta đang suy nghĩ, ta nên thêm bao nhiêu tiền mới hợp lý đây? Đây chỉ là đặt cọc, sẽ đa tạ thêm 5.000 lượng. Đã đủ chưa? Nhận trước 1.000 lượng. Vụ mua bán này ta nhận rồi. Tiền này không dễ nhận lấy. Không nhận được xác của ả thì sẽ có người đến nhận xác của ngươi. Khương Ngưng Bảo không bao giờ mà vì 1-2.000 lượng này mà quỷ hoại thanh danh. Các hạ xin cứ yên tâm. Bây giờ thuộc hạ đến Đúc Kiếm Thành giết con đàn bà đó. Không, đại đương gia có lệnh, người đàn bà này không thể giết, mà còn âm thầm bảo vệ, không được xảy ra bất cứ sai sót nào. Người mua đầu lúc nãy vừa mới đi, đại đương gia đã ra lệnh hồi nào chứ? Đại đương gia liệu việc như thần, mọi chuyện đều nắm trong tầm tay. Ngoài ra, Thọ Vô Thường, người đi Đúc Kiếm Thành thừa cơ đoạt lấy Lăng Xương Kiếm, có biết chưa? Thuộc hạ tuân lệnh. Sao vậy? Ngươi lại? Tại sao ta lại ở chỗ này? Nè, con người của ngươi làm sao vậy? Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, mà ngươi có thái độ như vậy sao? Ân nhân cứu mạng? Tỉnh rồi à? Nè, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên là gì, đến từ đâu, nhà của ngươi ở đâu, nói cho ta biết đi. Đợi đã, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tên là gì? Ta tên Kiếm Hùng. Kiếm Hùng? Vậy đây là chỗ nào? Đúc Kiếm Thành. Đúc Kiếm Thành? Ừ. Tại sao ta lại ở đây? Là Á Bộc với ngươi từ dưới sông lên đó. Vào lúc đó ngươi còn hôn mê bất tỉnh, cho nên ta mới đem ngươi vào nằm trong giường ngọc băng này để mà chữa trị cho ngươi. À đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi là gì. Ngươi là người ở đâu? Tên của ta là gì? Sao ngay cái tên của mình là gì ta cũng không nhớ? Tại sao ngươi lại không nhớ được chứ? Ta thật sự không nhớ tên của mình là gì. Đúng rồi, lúc nãy ngươi vẫn còn hôn mê bất tỉnh, cứ luôn gọi tên một người nào đó. Lưu Y. Lưu Y là ai vậy? Bằng hữu của ngươi à? Lưu Y. Lưu Y. Tại sao cái tên này lại quen thuộc như vậy? Lưu Y. Tại sao chứ? Ngươi làm sao vậy? Nè, ngươi muốn đi đâu? Nè, đứng lại đi, quay lại cho ta. Đừng chạy mà. Nè. Nè, ngươi làm sao vậy? À, 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 à.
Trời ơi, ngươi làm sao vậy? Tránh ra. Nè, ngươi làm gì vậy hả? Leo đi, ở đây là nhất giếng thiên, ta nói ngươi biết ngươi không leo lên được đâu. Nè, ngươi điên rồi sao? Điên rồi hả? Ngươi đừng kéo ta. Ngươi xuống đây. Buông ra. Nè, nè, tỉnh lại đi. Lạnh quá, rất lạnh. Lạnh, lạnh lắm. Lùi, mùi đang ở đâu? Lùi, mùi đang ở đâu? Mùi ở đâu vậy? Mùi đang ở đâu? Ngươi không sao chứ? Cảm thấy thế nào? Ta rất khỏe. Nè. Á Mộc. Á Mộc. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên là gì. Tên của ta? Ta không biết. Cái gì? Tên của mình mà cũng không biết? Không phải ta, ý ta muốn nói, ta thật sự không nhớ được tên của ta là cái gì. Tại sao lại có người không biết tên của chính mình là gì chứ? Đúng vậy, tại sao ta lại không biết tên của mình là gì? Trừ phi người bị mất trí nhớ. Ta thật sự, ta không biết thật ra ta là ai, quá khứ của ta đã làm những gì, ta đã đi những đâu. Tại sao ta lại không nhớ một chút nào hết vậy? Đừng có vội vàng, người bị trọng thương nặng nên mới bị mất ký ức. Qua một khoảng thời gian nữa sẽ khỏe lại ngay thôi mà. Ta có một cảm giác, ta nhất định phải nhớ ra. Ta nhất định phải nhớ ra. Ngươi đừng có vội, càng vội càng không nghĩ ra được gì.
hay là cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nhưng mà ta vẫn chưa biết tên của ngươi là gì, cũng không phải là cách. Làm sao mà kêu ngươi được? Hay là như vậy, tạm thời ta lấy một cái tên nào đó đặt cho ngươi, như vậy sẽ tiện lợi hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Một cái tên tạm thời để gọi. Đúng vậy, để sau khi mọi người biết được tên của ngươi rồi mới đổi lại tên vậy. Có được không? Nè, hắn muốn nói cái gì? Hắn đã giúp ngươi lấy một cái tên đó. Tên là gì? Á Bọc nói hắn đã dắt được ngươi từ dưới sông lên đây, từ nước mà tới, cho nên gọi ngươi là Thủy Lai. Thủy Lai. Vậy gọi ta là Thủy Lai đi. Hắn muốn nói cái gì nữa? Hắn nói dẫn chúng ta tới bờ sông nơi phát hiện ngươi, có thể làm ngươi nhớ lại những chuyện xảy ra trước kia. Ta đã được tìm thấy ở chỗ này sao? Nhưng mà tại sao ta suy nghĩ thế nào cũng không nhớ ra. Ký ức của ta ở chỗ này bị biến mất hay sao? Tại sao cái gì ta cũng không nhớ hết? Á Bột, ngươi về trước đi. Đừng lo lắng, từ từ thôi. Sau này cũng có ngày ngươi sẽ nhớ ra được. Nếu như có thời gian, ta sẽ thường xuyên dẫn ngươi tới chỗ này. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không? Hay là như vậy, ngươi cùng ta quay về trước đi. Đi đâu? Đúc kiếm cung. Thiếu chủ, Quyết Nô đã bỏ máu vào rồi, mọi chuyện tiến hành theo kế hoạch. Ta biết rồi, lùi xuống đi. Dạ. Nè, cái gì mà Quyết Nô vậy? Quyết Nô là kiếm khách chuyên dụng của Đúc Kiếm Thành. Dùng máu người luyện kiếm, có phải là tàn nhẫn quá không? Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Mỗi năm chúng tôi đều thu nạp 6 dương nhân, cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ sanh. Mỗi ngày 6 nam nhân chia ra lấy máu trên người của nam nhân đó để mà luyện kiếm. Bởi vì những cống hiến của họ rất quý báu, nên được chúng tôi phong tặng danh hiệu Thượng Bảo. Nhưng cho dù thế nào, bọn họ cũng là con người, tiếp tục thời gian dài như vậy rất có hại đối với sức khỏe. Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy đó, nhưng mà về Lăng Sương Kiếm chúng tôi thật sự đã hết cách rồi. Lăng Sương Kiếm là gì? Liên quan tới chuyện này hay là Quynh đừng hỏi nhiều. À đúng rồi, một lát nữa cha ta đến đây, Quynh nhớ là đừng nói chuyện gì hết, ta sẽ nói giúp cho Quynh. Cha của ngươi làm gì vậy? Thành chủ của Đúc Kiếm Thành. À, nếu như để cha ta biết được ta đã dẫn Quynh tới chỗ này, ông ấy chắc chắn sẽ mắng ta chứ. Nếu như ngươi không tiện thì bây giờ ta sẽ rời khỏi đây, sau này sẽ làm quen với cha của ngươi. À, không cần, không có sao đâu. Yên tâm, mọi chuyện đã có ta. Thành chủ đến. Khấu kiến thành chủ. Lâm kiếm sứ, tiến độ đốt kiếm thế nào rồi? Hồi thành chủ, mọi chuyện rất thuận lợi, vừa rồi đã bẩm báo tiến độ với thiếu chủ. Đứng dậy đi. Dạ. Hải Di tham kiến cha. Đứng dậy đi. Kiếm Hùng, không phải con đi tìm Dương Nam hay sao? Tại sao quay về mà không báo cho cha một tiếng? Hả? Sao? Chính là người này hay sao? Ngươi quay mặt lại cho ta xem thử. Bằng Nhi, Bằng Nhi, nàng làm sao vậy? Không sao, chỉ là thiếp cảm thấy hơi nóng. Được rồi, vậy thì tốt, ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Hả? Có phải Tàng Phong nhìn thấy mình rồi hay không? Nhưng tại sao Quynh ấy không có một chút phản ứng nào hết? Hùng Nhi, con đã làm được một chuyện tốt. Mau dẫn hắn đi thử máu xem sao, xem hắn có thật sự là Dương Nam hay không.
Hắn không phải là Dương Nam. Hắn không phải Dương Nam còn dẫn hắn đến đây làm gì? Xông vào Đúc Kiếm Thành là tội chết. Đến đây, giết hắn cho ta. Là Hạ Nhi dẫn hắn tới chỗ này. Dẫn hắn đến làm gì? Quỳnh ấy là bạn hữu của con. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Thật chủ, tên tôi là Thủy Lai, là bằng hữu của Kiếm Hùng. Bằng hữu? Thân phận của ngươi là gì? Dám đến kết giao bằng hữu với con ta? Không ngờ chuyện đại sự như vậy Kiếm Hùng cũng không để tâm đến, mà bỏ tâm tư chuyện kết giao bằng hữu không ra gì hết. Kết giao bằng hữu có gì không đúng? Xin ngài đừng như vậy mà trách mắng đệ ấy. Thủy Lai, đừng nói nữa. Ở trong Đúc Kiếm Thành này, ai dám kết giao bằng hữu với Kiếm Hùng? Ta xem ra ngươi từ bên ngoài xông vào đây, muốn dựa vào mối quan hệ với Kiếm Hùng, có ý đồ với Lăng Sư Kiếm. Đội người như ngươi ta đã gặp nhiều rồi. Ngươi đâu? Dạ. Bắt hắn cho ta. Dạ. Nè, mấy người làm gì vậy? Dạ. Đây chính là cách tiếp đãi của Đúc Kiếm Thành của các người hay sao? Dạ. Quỳnh ấy không phải loại người như vậy. Ông vừa giờ đâu bắt ta? Không lẽ đây không còn dư pháp hay sao? Ta chính là dư pháp. Ngươi nói hay không nói, rốt cuộc ai đã phái ngươi đến đây? Cha, Thủy Lai là con nhớ đường từ bờ sông. Thật sự của đấy không biết ở đây là chỗ nào. Giang hồ hiểm ác, cha xem con đã bị lừa rồi. Tại sao ta phải gạt đệ ấy? Ta vốn không thích ở chỗ này một chút nào. Được, chỉ đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Người đâu, mang hắn ra ngoài chém. Cha, thả cho Quỳnh ấy đi. Có chuyện gì từ từ nói. Không mà đi. Con tự ý cho người xông vào, một lát nữa ta xử phạt con. Lùi hắn xuống chém đâu. Dạ. Các người dám? Cha, nếu như cha giết Quỳnh ấy, cả đời này con sẽ không giúp cha đúc kiếm nữa. Phản rồi, không có ai dám phản lại ta. Cho dù hắn là ai, ta sẽ giết nó trước, sau đó xử phạt con. Không được giết. Bằng Nhi, tại sao nàng lại cản ta? Thành chủ, ngài thân là vạn tôn, nhất ngôn cửu đỉnh, ở đây có ai dám phản lại ngài chứ? Tên Thủy Lai này cũng chỉ là tiểu tốt vô danh thôi. Máu của hắn cũng không thích hợp luyện Lăng Sương Kiếm. Ngài cứ thử nghĩ, chỉ vì một tên không quan trọng như vậy, làm cho người ngài yêu và yêu ngài nhất phải cầu xin cho hắn. Thiếp đang nghĩ thiếu chủ muốn giữ hắn lại, bởi vì thiếu chủ chính là bằng hữu tri kỷ của hắn. Bằng Nhi cũng suy nghĩ cho ngài. Thật sự thiếp không muốn nhìn thấy thành chủ vì chuyện này mà tổn hại tới hòa khí giữa ngài và thiếu chủ như vậy. Ngài cũng biết bản tính của thiếu chủ rất mạnh mẽ. Nếu như thiếu chủ vì giận dữ mà không đúc kiếm nữa, vậy không phải là làm tổn thất cả Đúc Kiếm Thành hay sao? Huống hồ gì Lăng Sương Kiếm này chỉ cần một ngày không đúc kiếm nữa, vậy ngày tốt hỷ sự với Băng Nhi và ngài cũng không thành. Nhưng mà người này, chỉ cần thành chủ không giết chết người này, Băng Nhi đồng ý sớm ngày hoàng hôn. Lời nói là thật chứ? Ừ. Vậy thì ý của nàng nên xử lý hắn thế nào đây? Hay là như vậy đi, ngài cứ giữ hắn lại làm kiếm nô là được rồi, để thiếu chủ và tứ đại kiếm sứ giám sát hắn ta. Vậy không phải là một công đôi chuyện sao? Được, thả hắn ra. Đứng dậy đi. Đa tạ cha. Bằng Nhi, nàng làm sao rồi? Thiếp cảm thấy trong người không được khỏe. Được, ta đưa nàng về phòng. Ừ. Hồng Nhi, con nghe ta nói cho rõ, nếu người này xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội con đó. Dạ, cha. Đi. Ta xin lỗi, Thủy Lai. Không sao, người nên nói xin lỗi là ta. Ta đã làm cho hai người bất hòa. Từ sau khi người đàn bà này tới Đúc Kiếm Thành, đệ và cha đệ vẫn luôn thường như vậy. Quỳnh nói vô duyên vô cớ ta đến Đúc Kiếm Thành này, lại vô duyên vô cớ trở thành kiếm nô. Thiếu chủ, người cứ sắp xếp chút gì cho ta, ta cũng không thể ăn không ngồi rồi đúng không? Thủy Lai, ta cũng lo sắp chết đi được, ngươi còn tâm trạng đùa giỡn nữa à? Quỳnh có gì mà lo âu? Ta nghĩ rằng hôm nay đúng là ngàn cân treo sợi tóc.
Nếu không phải người đàn bà độc ác đó mở miệng nói giúp, sợ rằng ta đang nghĩ tại sao người đàn bà độc ác này lại muốn giúp huynh. Ai là người độc ác? Chính là người đàn bà bên cạnh cha ta đó. Cô ta tìm đủ mọi cách để khiêu khích tình cảm giữa ta và cha của ta. Nếu như không phải ả ta, lời nói của ta cũng không có giá trị. Người đàn bà đó có ác độc gì vậy không? Cô ta cũng từng cứu ta mà. Đó là điều làm ta lo lắng. Cô ta tới Đúc Kiếm Thành nhất định có dụng ý khác. Cha ta cũng thật là thông minh một đời, hồ đồ một lúc. Băng Nhi, ta biết là nàng rất thích hoa. Đây là những bông hoa đẹp nhất trên đời. Hả? Ta đã sai người mang đến phòng của nàng rồi. Nàng xem có đẹp hay không. Hả? Đặc biệt là chậu hoa lan này, nó có thể được gọi là vua của loài hoa. Đây là do Hách Liên Bá của Chí Tôn Minh tặng cho ta. Nàng cảm thấy có đẹp hay không? Tên Hách Liên Bá này cũng không biết dây thần kinh nào không đúng, nhất định muốn tặng ta chậu hoa đi. Hắn còn nói hoa lan đại diện cho thánh thiện vô tình, muốn ta phải bảo quản thật kỹ đó. Ta làm gì mà biết nhiều như vậy? Chỉ còn hoa đẹp xứng với mỹ nhân mà thôi. Thánh thiện vô tình chính là tôn chỉ của thần quả giáo. Nghĩa phụ đem chậu hoa lan này, trừ phi muốn nhắc nhở mình không được quên đại sự. Băng Nhi, Băng Nhi, Băng Nhi, ta thấy nàng như người mất hồn, nhất định là sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Nào, ta dìu nàng lên giường nghỉ ngơi ha. Nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta đi trước đây. Tần Phong đến Đúc Kiếm Thành này, không lẽ là vì tìm mình hay sao? Nhưng mà tại sao huynh ấy tên là Thủy Lai lại hình như không nhận ra mình? Không lẽ trong chuyện này còn có bí mật gì khác? Tại sao trong thời điểm quan trọng này Tần Phong lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà thành chủ lệnh cho nô tỳ phải chăm sóc những chậu hoa này. Nếu chăm sóc không tốt, thành chủ sẽ hỏi tội nô tỳ đó. Người này chắc chắn là do thành chủ phái đến giám sát ta. Hay là cứ mặc kệ cô ta? Đừng lo lắng, ta được Hách Liên Minh Chủ phái đến để giúp cô. Cái gì Hách Liên Minh Chủ? Ta không quen biết. Bái Ngọc Nhi, ta nghĩ chúng ta không cần phải lãng phí thời gian nữa. Hách Liên Minh Chủ muốn ta hỏi cô, trong những ngày qua cô trà trộn vào Đúc Kiếm Thành, điều tra được những tin tức gì rồi? Làm sao ngươi biết được tên của ta? Ta không tin ngươi là do nghĩa phụ phái đến. Ông ấy chúng không có nói với ta chuyện này. Đó là vì lo cho an nguy của cô. Hách Liên Minh Chủ không có yên tâm. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có mục đích gì? Được thôi, vậy cứ coi như tôi là tên trộm hoa. Cô giết tôi đi. Ngươi đi đi, chuyện này tự ta sẽ đi hỏi nghĩa phụ, ta không cần ngươi giúp đỡ. Cô chính là đang coi thường tôi mà. Ta có cần phải coi thường ngươi hay không? Được, tôi rất thích. Tôi sẽ ở bên cạnh để bảo vệ cho cô. Huynh dám phá ta hả? Vậy thì đã làm sao? Huynh dám phá ta, ta sẽ để cho huynh biết tay của ta nè. Huynh dám, đáng ghét. Dám phá ta hả? Dám phá ta. Đừng giỡn nữa mà. Dám phá ta. Huynh nè. Dám phá ta hả? Phá nè. Cho huynh biết tay nè.
Ai biết tay ai? Đừng giỡn đó bà. Trời ơi. Lạnh quá. Lạnh quá. Thủy Lai, ta biết mà, ta biết là rất lạnh. Lạnh quá. Ta biết là Dự Ngọc Băng rất lạnh, nhưng mà chỉ có như vậy mới trị được thân cho Quyên. Lạnh quá. Mình chịu một chút có được không? Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Ta rất lạnh. Người nói cha tới tìm ta. Thiếu chủ. Ừ. Cha, tìm con có chuyện gì? Cha chỉ muốn hỏi con vài chuyện. Bây giờ con đang làm cái quái gì vậy? Con không có làm gì hết. Hai ngày nay con vẫn ở Đúc Kiếm Cung chuyên tâm đúc kiếm. Con còn nói con vẫn ở Đúc Kiếm Cung đúc kiếm hay sao? Con còn dám kết giao với cái tên Thủy Lai đó. Còn ở ngoài thành Du Sơn Quảng Thủy nữa. Thích kết giao bằng hữu đúng không? Kết bằng hữu thì con có thể quên công việc của mình sao? Trước giờ cha chưa từng nhìn thấy bộ dạng của con như vậy. Còn tên Thủy Lai đó đâu? Quỳnh ấy, sức khỏe Quỳnh ấy không được tốt lắm. Trong lòng của ta mới không được vui. Cô tự nói xem, gần đây con bỏ ra bao nhiêu thời gian và tâm huyết trong việc đúc kiếm ở Đúc Kiếm Cung. Con còn dám giao việc quan trọng như vậy cho Tứ Đại Kiếm Sư nữa. Sau này là do con thừa kế đại nghiệp của ta, không phải bọn họ. Con có biết không? Cha, sau này Hà Di không dám nữa. Nhưng con cầu xin cha cho Thủy Lai ở lại Đúc Kiếm Cung có được không? Ta đã nhân từ lắm rồi. Con có tin là ta sẽ giết chết nó hay không? Đừng mà. Cha, Thủy Lai đang bị trọng thương, hắn đã không còn đường nào để đi. Nếu như cha để cho Quỳnh ấy rời khỏi đây, Quỳnh ấy nhất định chỉ có con đường chết. Hay là như vậy, để vết thương Quỳnh ấy khỏe rồi, con sẽ kêu Quỳnh ấy rời khỏi, được không? Cha, Hà Di xin cha đó. Dùng cái cách che trời gạt đất như vậy, hắn chỉ có thể gạt con, chứ không gạt được ta đâu. Hắn đang ở đâu? Ta muốn gặp mặt hắn ngay bây giờ. Dạ. Dương Ngọc Băng này, là ta sợ con ở Đúc Kiếp Cung quá lao lực cực khổ, mới thiên gian vạn khổ tốn rất nhiều ngân lượng mua nó về đây. Con lại để nó nằm ở đó hả? Cha, Hà Di tạm thời không có cách khác. Xem ra trong người của hắn có nội lực rất là thâm hậu, lúc mạnh lúc yếu, miễn cưỡng duy trì được tâm mạch không loạn. Nhưng mà như vậy cũng rất là nguy hiểm. Xem ra hắn cũng đã chịu nội thương rất lớn. Con người này bị thương trúng phải Quy Long Thần Chưởng, chế nhu chế cường, gian danh khắp thiên hạ, có thể kéo dài đến hôm nay vẫn chưa chết là kỳ lạ. Quy Long Thần Chưởng. Kỳ lạ quá, đúng là kỳ lạ.
quan Ngự Thiên cũng chết lâu như vậy rồi, trong thiên hạ còn có ai biết Quy Long thần trưởng này nữa? Quan Ngự Thiên chính là tên Quan Ngự Thiên lúc trước đối phó với Đúc Kiếm Thành của chúng ta sao? Không phải hắn còn ai nữa chứ. Chuyện này rất là kỳ lạ, ta nhất định phải điều tra cho rõ ngọn nguồn. Đem mấy chậu qua này ra ngoài đi. Nhưng mà thành chủ nói. Vì phía thành chủ tự ta nói với ngài ấy, sau này ngươi cứ ở ngoài chăm sóc mấy chậu qua, ta không cần ngươi hầu hạ. Dạ. Đợi chút, chậu qua lan này không được đụng vào. Dạ. Còn nữa, sau này chưa được sự đồng ý của ta, không được vào phòng của ta, ngươi có biết chưa? Dạ. Ba cô nương, ngươi vội vã đi đâu vậy? Thành chủ có chuyện rồi sao? Là tên kiếm nô tên Thủy Lai mới đến, Thành Nhi bị trọng thương hôn mê bất tỉnh rồi. Hồng Nhi, con phát hiện được nó ở đâu vậy? Ở bờ sông giết được hắn. Lúc đó hắn hôn mê bất tỉnh là ác bọc đã cứu hắn, cho nên để hắn nằm trên giường ngọc băng này đã mười mấy ngày rồi. Tuy giường ngọc băng có thể bảo vệ tính mạng của nó, nhưng chữa không hết nội thương mà nó trúng Quy Long thần trưởng, đệ nhất trưởng trong thiên hạ. Hồng Nhi, con hiểu về hắn được bao nhiêu? Con Hải Nhi không biết gì về hắn. Yên tâm đi, cha sẽ không làm gì nó đâu. Cha, Hải Nhi thật sự không hiểu. Hình như hắn đã mất đi ký ức, không nhớ được bất cứ chuyện gì. Cô đến đây làm gì? Đúng vậy, Băng Nhi, tại sao lại đến đây? Là thiếp Bảo Long kiếm sứ dẫn thiếp đến đây. Thiếp nghe nói bằng hữu của thiếu chủ đã bị bệnh, cho nên muốn thăm xem hắn thế nào. Hắn sao vậy? Không sao chứ? Đừng giả bộ từ bi. Bỏ đi, Băng Nhi cũng chỉ có tấm lòng thôi. Cha, cha giỏi con cái thế, chắc chắn là cha sẽ tìm được cách để hóa giải mà, đúng không? Cũng có thể được. Cha có cần thiết làm như vậy không? Bây giờ cha đang luyện tầng thứ 9 của Thừa Long Trảm cũng đến giai đoạn quan trọng rồi. Không có Thừa Long Trảm, cho dù Lăng Tư kiếm xuất thế cũng không bảo vệ được ta. Bây giờ không có bất cứ chuyện nào quan trọng hơn chuyện này hết. Cha, con cầu xin cha. Thành chủ, dù sao bây giờ Lăng Tương kiếm cũng chưa đúc xong nhanh như vậy, hay là ngày cứu bằng hữu của thiếu chủ trước đi. Bây giờ tâm trạng của thiếu chủ rất lo lắng cho hắn ta, nếu như hắn xảy ra bất trắc gì, như vậy sẽ làm chậm trễ tiến độ đúc kiếm của ngài đó. Tại sao mọi người lại vậy? Mọi người làm vậy là sao?却是。